Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 với Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 8 luyện tập. Bài số 1 tính 56 ta trừ cho 36. 6 ta trừ 6 là bằng 0. 5 ta trừ cho 3 là bằng 2. 5 ta trừ cho 1 là bằng 4. 4 ta trừ cho 3 là bằng 1. 5 ta trừ cho 8 là bằng 3. 4 ta trừ cho 3 còn 1. 9 ta trừ cho 6 là bằng 3. 4 ta trừ cho 3 còn 1. 8 trừ 8 là bằng 0. 8 ta trừ cho 5 là bằng 3. Chúng ta bài số 2 tính nhẩm 80 hay còn gọi là 80 ta trừ cho 20 là bằng là 60. 60 ta trừ cho 40 như vậy là bằng là 20. 20 là 20. 90 ta trừ cho 30 còn 60. 60 ta trừ cho 30 vậy còn lại là 30. 40 ta trừ 10 là còn lại là 30. 30 ta trừ cho 20 vậy là còn lại là 10. Tất cả những cái phép tính này chúng ta từ trừ bên tay trái qua phải nha, đừng có là trừ hai câu này trước là sai. 60 ta trừ cho 20 là bằng 40. 40 ta trừ cho 10 là vậy là còn lại là 30. Đó qua bài số 3. Viết số thích hợp vào ô trống. 50 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này là bằng 12. Như vậy chúng ta xem nè. Đây là con số 0 mà đây là con số số 2. Như vậy là con số 0 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này thì là bằng con số 2. Bài này người ta làm sai rồi. 0 ta trừ cho 8 là bằng 2. Có nghĩa là 10 ta trừ cho 8 là bằng 2, 2 ta trả 1. Trả 1 thì ngay chỗ này chúng ta đúng nó ra là sẽ là con số 3. Con số 3 chứ không phải là con số 4 đâu. Con số này là con số 3. Đó, mới đúng. Tại vì sao? Tại vì bên này chúng ta mượn 10 đúng không? Vậy ta trả bên này. Ta trả bên này 1. Như vậy là 3 ta còn 1 là 4, 5 ta trừ cho 4 là bằng 1. Đó. Cho nên cái bài toán này người ta họ cho nhầm lẫn. 8 ta trừ cho 6 là bằng 2, 4 ta trừ cho 1 là bằng 3. 2 ta trừ cho 0 là bằng 2. 6 ta trừ 2 là bằng 4. 2 ta trừ cho 2 là bằng 0, 4 ta trừ cho 2 là bằng 2. 6 ta trừ cho 2 là bằng 4. 4 ta trừ cho 1 là bằng 3. Bài số 4, đặc tính và tín hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là. Như vậy là số trước là số bị trừ, số sau là số trừ. Đây là 39 ta trừ cho 15. Chính ta trừ cho 5 là bằng 4. 3 trừ 1 còn 2. 56 ta trừ cho 34. 6 ta trừ cho 4 bằng 2. 5 ta trừ 3 là bằng 2. 46 trừ 25. 6 trừ 5 là còn 1. 4 trừ 2 là bằng 2. Bài số tiếp theo. Một sợi dây dài là 54 dm, bố cắt đi 32 dm. Hỏi sợi dây còn dài là bao nhiêu dm? Như là ta cắt đi thì chúng ta trừ ra, lấy 54 ta trừ cho 32. Số dm sợi dây dài là
54 ta trừ cho 32 bằng 2. 5 ta trừ cho 3 là còn 2 decimate. Đáp số 22 decimate. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.